Xin chào tất cả các bạn và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Thưa các bạn, vậy là đã sắp đến Noel và một mùa ghép lan nữa cũng đã đến. Xin chúc tất cả bà con giáo xứ có một mùa Giáng sinh an lành và các bạn yêu hoa lan sẽ có thể là sưu tầm cho mình được những giống lan tốt nhất và ghép cho mình những giò lan thật đẹp và ưng ý ạ. Hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2018, thay mặt cơ sở em xin được báo giá và cập nhật những loại lan mà bên cơ sở của bên em hôm nay đang có. Đầu tiên, ở đây là 4 phần hoàng thảo kèn ạ. Hoàng thảo kèn, hiện giờ cái phần hoàng thảo kèn giống bên em đã hết nhá. Hiện giờ chỉ còn cái phần này là phần 400.000 một phần. Có khoảng tầm 5 đầu ngọn nhá. 400.000 một phần ạ. Hiện giờ có khoảng 5 đầu ngọn. Đây ạ. Dài từ 20 cho đến 35 cm. Hiện giờ ở đây em còn có 4 phần hoàng thảo kèn nhá. À, xin lỗi bạn là 5 phần. Hoàng thảo kèn 400.000 đồng một phần nhá. Tiếp đến, ở trên đây là 5 phần hoàng thảo kèn, giá là 520.000 đồng một phần ạ. Hiện giờ có khoảng tầm 3 đầu hoa, dài từ 20 cho đến 60 cm nhé, tùy từng bó ạ. Đây ạ, 5 phần, mỗi phần 520.000 đồng một phần ạ. Tiếp đến, bên đây là mặt hàng lan Sơn Thủy Tiên ạ. Sơn Thủy Tiên hôm nay bên em báo giá là 230.000 đồng trong 1kg nhé. Sơn Thủy Tiên thì hiện giờ thì bên em cũng có bán rất là nhiều phiên rồi, nên là hiện giờ sẽ không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Tiếp đến, bên cạnh Sơn Thủy Tiên sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc ạ. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc phiên hôm nay cũng rất là dài luôn. Có thể có những thân có thể dài cho đến cả 2m nha các bạn. Khi mà gửi Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc cho các bạn thì bên em sẽ chủ động quấn vào những cái hộp đi. Bởi vì cái thân này nó sẽ rất là dai nên không sợ bị gãy. Để cho cái kích thước hộp sẽ giảm đến mức thấp nhất có thể. Để cái chi phí vận chuyển của mình sẽ không quá cao. Tiếp đến, trên đây là cái mặt hàng lan rất là hot trong những ngày vừa qua. Đó là mặt hàng Vanda Hương Chanh, hàng bóc rừng Cao Bằng nha các bạn. Vanda Hương Chanh, hàng bóc rừng Cao Bằng. Phiên hôm nay bên em bán giá là 150.000 đồng cho 1kg. Đây ạ, đây có những cây, hầu hết các cây ở đây đều đã có cái nụ hoa nó ở trong bẹ lá này chắc các bạn. Sắp tới chúng ta sẽ được chơi hoa rồi đấy ạ. Vanda Hương Chanh, hàng bóc rừng Cao Bằng, 150.000 đồng cho 1kg ạ. Bên cạnh Vanda Hương Chanh sẽ là mặt hàng lan kiểu mỡ gà, kiểu vuông mỡ gà nhé các bạn. 230.000 đồng cho 1kg. Bên cạnh đây ạ là cái mặt hàng lan ngọc thạch ba màu ạ. Hôm nay ngọc thạch ba màu bên em về cũng chỉ được khoảng tầm 2 cân thôi ạ. 180.000 đồng cho 1kg ngọc thạch ba màu nhé. Và ở đây sẽ là những cây đai châu giống ạ. Đai châu giống bên em bán là 550.000 đồng cho 1kg. Hiện giờ đai châu giống này các bạn sẽ thấy là nó sẽ hầu hết đều có khoảng từ 2 cặp lá thôi nhé. Không quá to. Nó sẽ thuộc loại là đai châu nhỏ, hàng trung, hàng giống, 550.000 đồng cho 1kg. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng chồn ạ. Đuôi chồn thì bên em sẽ bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1kg, loại to đẹp đây ạ. Đây, tất cả các thân đều xếp V và có nghĩa là hàng rất là to dài nhé. 250.000 đồng cho 1kg, hàng đẹp. Còn bên cạnh đây là cái mặt hàng chồn giống nha các bạn. Đây ạ, chồn giống. Chồn giống thì hiện giờ bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg. Còn em vừa mới bỏ ra đây thì là còn có hai cái rề kim thoa thôi. Hai rề kim thoa còn khoảng mỗi rề khoảng tầm 1 cân hoặc là dưới 1 cân. 100.000 đồng cho 1kg hoàng thảo kim thoa nhé các bạn. Bên cạnh đây ạ là mặt hàng lan đùi gà tròn. Đùi gà tròn Bắc Lào này hiện giờ phiên hôm nay bên em bán là 200.000 đồng cho 1kg đùi gà tròn nhé. Tiếp đến là mặt hàng lan hoàng thảo vôi ạ. Hoàng thảo vôi đẹp bên em bán là 280.000 đồng cho 1kg ạ. Còn mặt hàng hoàng thảo vôi thanh lý thì có những là cây gãy ngọn hoa, các bạn lấy về làm hàng giống đấy ạ. 190.000 đồng cho 1kg hoàng thảo vôi giống nhé. Trên đây là mặt hàng lan nhất điểm hoàng ạ. Nhất điểm hoàng thì bây giờ có những cả dề, vẫn còn toàn là các hàng dề luôn nhé các bạn. Đây ạ, nhất điểm hoàng cũng không còn nhiều ạ. 80.000 đồng cho 1kg nhất điểm hoàng. Bên cạnh nhất điểm hoàng, đây là mặt hàng lan Long Tu Xuân, một trong những mặt hàng hot nhất của cơ sở bên em. Long Tu Xuân 270.000 đồng cho 1kg, đảm bảo là thân dài đẹp, bao gãy ngọn nhé, bao dập gãy ngọn luôn. Đây ạ, đây là Long Tu Xuân của bên em ngày hôm nay, 270.000 đồng cho 1kg nhé. Tiếp đến là mặt hàng lan đuôi chuột ạ. Lan đuôi chuột thì em cũng
rất là thích. Đây là một trong những cái loại lan mà em rất thích luôn nhá. 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Có cả cây to và cây nhỏ. Đây ạ. Khi mình trồng cây đuôi chuột này lên ấy, thì mình trồng đứng lên, có thể cái giá thể sẽ ở dưới gốc. Mình chơi cả rễ, cả thân lá luôn nhá, cả hoa luôn. 150.000 đồng cho 1 kg lan đuôi chuột. Bên cạnh đây ạ, sẽ là có 3 bó bóc, cái này là 3 bó tóc tiên bắc nhá các bạn. Tóc tiên bắc này cũng là hàng mà bà con ở trên Cao Bằng mới bóc rừng về. Và cũng ký gửi em bán giúp luôn, thì em bán với mức giá là 100.000 đồng cho một bó tóc tiên bắc này nhá. Hàng bóc rừng ở Bảo Lạc Cao Bằng luôn ạ. 100.000 đồng cho một bó này, cỡ khoảng 5 lạng các bạn nhé. Còn ở đây có thêm là cái cũng là hàng bóc rừng từ Bảo Lạc ra, đó là mặt hàng lan đùi gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt này hiện giờ có khoảng 1,5 cân này thôi các bạn ạ. Vậy là em bón luôn cả một phần luôn, bởi vì là cái hàng này hàng bóc rừng của bà con mà, thì nó cũng không thể là nó quá to như ở bên dân buôn được. Đây, nó sẽ có từng khóm nhảy thôi nhé. Khóm có từng khóm như này này. Đây là một khóm nhá. Có những khóm có thể là sẽ rời như này nữa cơ. Rất thích hợp cho bác nào mà có ý định mua về để sưu tầm, gọi là cái hàng của lan từng vùng miền đấy ạ. Đây là đùi gà dẹt hàng Cao Bằng bắc rừng Bảo Lạc nhé các bạn. Đây, cái khóm này là khóm nhỏ. Thế em cũng gom vào luôn, có khoảng tầm 1,5 cân thôi. Em bán luôn cho bác nào giao lưu sẽ là 250.000 đồng nhé. Một phần này luôn khoảng 1,5 cân. Tiếp theo đây là cái bó hạc vĩ bắc, cũng lấy từ Bảo Lạc về, Bảo Lạc Cao Bằng luôn. Bó đây là bà con hôm qua cũng vừa mới lấy ra cho em. Đây là hạc vĩ bắc nhá. Cái bó này em bán sẽ là 200.000 đồng luôn. Hạc vĩ bắc ạ. Một bó khoảng tầm 5-6 lạng rồi đấy. Cũng hàng Cao Bằng. Hạc vĩ bắc 200.000 đồng luôn ạ. Trên đây còn có thêm 4 bó nghệ tâm nữa, cũng hàng bóc rừng Cao Bằng. Mỗi một bó ở đây em bán là 80.000 đồng nhé. Nghệ tâm ạ. Mặt hoa cũng rất là đẹp luôn ạ. Nó nở vào tầm đầu hè nhé các bác. Hoa là họng màu vàng nghệ, cánh trắng pha tím nhé. Trên đây là mặt hàng lan kim điệp xuân. Kim điệp xuân hôm nay em về cũng không nhiều. Kim điệp xuân bên em hiện giờ bán sẽ là 180.000 đồng cho 1 kg kim điệp xuân nhé. Đây là hàng đều đẹp luôn ạ. Cũng có một chút thôi. Chỗ này có khoảng tầm 3 kg thôi ạ. 180.000 đồng cho 1 kg kim điệp xuân. Tiếp theo là mặt hàng hoàng thảo môi tua. Hôm qua bên em cũng đã hết hàng, có rất là nhiều bác hỏi luôn. May qua tối hôm qua cũng vừa về, cũng không nhiều ạ, hoàng thảo môi tua. 120.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến là mặt hàng lan chuỗi ngọc ạ. Lan chuỗi ngọc hôm nay bên em bán là 160.000 đồng cho 1 kg chuỗi ngọc nhé. Có cả thân dài và thân ngắn luôn ạ. Em cũng chưa kịp cởi bỏ ra bởi vì là cũng vừa mới đi lấy lan về thôi các bạn ạ. Có những bạn mà 6 giờ sáng gọi em không nghe được cũng rất là xin lỗi, bởi vì là khi đó thì cơ sở bên em cũng đang có dành thời gian để đi lấy lan cũng như là sắp xếp các loại lan ra để có thể quay video sớm nhé. 160.000 đồng cho 1 kg lan chuỗi ngọc ạ. Trên đây là mặt hàng lan bạch nhạn ạ. Bạch nhạn là 160.000 đồng cho 1 kg nhé. Lan bạch nhạn đợt này em rất là ưng luôn, bởi vì là thân đây, bạch nhạn đây ạ, thân rất là to đều luôn. 160.000 đồng cho 1 kg. Bên cạnh bạch nhạn đấy là cái hàng phi điệp vàng, cũng hàng bóc rừng Cao Bằng luôn các bạn ạ. Cái này là bóc rừng Thạch An nhé, không phải là bên Bảo, có lẫn cả cái bóc rừng của Bảo Lạc nữa, bởi vì hôm qua có 2 bạn mà lấy ra cả ở Thạch An và cả Bảo Lạc. Phi điệp vàng hàng của bóc rừng Cao Bằng 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Rất là nhiều luôn nhé các bạn. Hôm qua có 2 mối lấy ra nên là hôm nay bên em cũng có rất là nhiều phi điệp vàng để chia sẻ luôn ạ. Trên đây là mặt hàng lan nhất điểm hồng ạ. Nhất điểm hồng thì em cũng chưa bỏ những cái dây chằng ra. Lan nhất điểm hồng 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Tiếp đến là mặt hàng lan ý ngọc ạ. Đây ạ, lan ý ngọc thì cũng đang mùa xuống lá và cũng rất là khô đều đẹp luôn. Lan ý ngọc bên em bán là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến là mặt hàng lan sóc tím Lào. Sóc tím Lào này hiện giờ bên em bán là 150.000 đồng nhá. 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Khi mà các bạn lấy sóc tím này về để ghép giá thể đấy ạ, thì các bạn cũng nên cột như thế này này, cũng như là lấy cây để cột để làm tạo thế cho lan. Bởi trong quá trình vận chuyển
cũng như là mình dưỡng lại đấy, thì cây mới có thể là tạo được cái thế đẹp nhất. Còn trong quá trình vận chuyển thì bên em cũng bó với lại buộc đấy, nên cây có thể là sẽ hơi nhăn nheo một chút thôi. Và cuối cùng là mặt hàng lan hoàng thảo u lồi ạ. U lồi thì cũng rất là hot rồi. U lồi em cũng không phải giới thiệu nhiều, bởi vì nó bây giờ đang là một trong những loại lan mà bán chạy nhất và cũng là được rất là nhiều bạn sưu tầm, bởi vì đây là một trong những dòng lan ra hoa Tết. Có những cây thì có, đây là những cái thân có thể chưa có xương mắt nụ này, nhưng cũng có thân có mắt nụ rồi. Đây ạ. Khi mà gửi đi thì bên em sẽ đảm bảo cho các bạn là những thân mà có cả thân già cũng như là thân tơ chơi được hoa nhé. Đây ạ, cái mắt nụ của cái hoàng thảo u lồi đấy ạ. Đây. U lồi hôm nay bên em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1 kg nhé. Cũng không có nhiều, chỗ này cũng cỡ khoảng tầm 5-6 cân như này thôi. 280.000 đồng cho 1 kg hoàng thảo u lồi ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan rừng mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay đã có. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102, gặp trực tiếp nhân viên để đặt lan. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.